Akari Gaming sẽ đi Queen và đánh với cả là Lavaloon cũng như là combo sự kiện. Vậy nó sẽ như thế nào? Hãy cùng khám phá với mình trong video ngày hôm nay nhá. Let's go. Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Akari Gaming. Mình là Akari đây. Mấy ngày hôm nay chúng ta có rất nhiều sự kiện với những cái đơn vị lính khác nhau. Và ngày hôm nay chúng ta có cường hóa quân đội một ngọc diễn ra trong vòng 5 ngày. Thì anh em sẽ được nhân 4 sản xuất binh lính tướng thần chú cỗ máy công thành chỉ bằng một ngọc mỗi loại thôi. Và có cả cái nhiệm vụ đó chính là sự kiện này, thử thách đó chính là 8 thợ săn tướng này, 2 lava này, rồi là đánh cái này này. À, thử thách quán quân thế giới thì mình đã làm 2 video rồi. Với cả là pháp sư mùa đông nghịch ngợm này thì bây giờ mình sẽ làm một combo, đó chính là đi Queen Lavaloon kết hợp Ice Wizard nữa. Và sẽ biểu diễn một pha thi đấu bằng tuét tôi lành nghề luôn các bạn ơi. Anh em nó có nhu cầu mua vé vàng này, ui giời, đặc biệt là những cái gói ưu đãi đang ngập tràn ở đây, nhưng chỉ có một ngày thôi. Anh em múc nhanh thì kịp mà chậm tay là mất đấy nha. Cái buổi tiệc tướng này là phải múc ngay và luôn các sếp ạ. Và mình sẽ làm mẫu cho anh em này. Tí nữa mình làm mẫu cho. Ok nha, cần gì cứ liên hệ fanpage của mình, thanh toán thẻ điện thoại ngân hàng và Momo đều ok hết các sếp. Còn bây giờ, let's go, đi thôi, kiếm nhà nào. Làm tơn tấn công nhà này phát luyện tập anh em ơi. Đi trên hướng 12 giờ đi về thì nó có xa khu vực trung tâm mỏ chim quá không ta? Mình chỉ ngán là nó đục quá sâu thôi, kệ. Trời. Và ở đây thì cứ phải cắt wizard cho nó bình tõm phát. Rồi. Đục cái tường đi sếp. Ok sếp ơi, bên này cho wizard trường phát nữa. Đúng rồi, ở đây phải đầu tư cái cuồng nộ queen nha. Rồi ok, bên đây cũng có kinh kiếc các kiểu ấy, kinh vào cắt góc các kiểu ấy. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Wizard bên này sẽ yểm trợ cho ấy nha. Rồi rồi rồi, cứ bình tĩnh, ăn xong cái e kia thì một lava nó sẽ vào bên đây. Rồi thì tiếp tục lava nữa cũng đi cánh bên đây. Rồi, thả đá ôi gồng kinh phát cho nó ngọt lịm nó sếp ơi. Bịt cái đóng băng nào. Rồi cuồng nộ, chờ tí vào trung tâm phía trong rồi bắt đầu lên đồ cho quan trọng. Úi rồi ôi, nhưng mà không băng được cứu queen à. Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào, bình tĩnh nào bạn ơi. Khu vực trung tâm nào. Úi xô. Cái này phát này. Rồi chạy champion cánh bên đây. Chúng ta vẫn đang còn đồ chơi các sếp ạ. Chúng ta vẫn đang còn đồ chơi đấy. Cứ bình tĩnh, cứ bình tĩnh mà ủi. Đang còn tướng mà. Đang còn đơn vị tướng mà. Cứ bình tĩnh mấy em Bloom ở đây. Rồi có quả tốc. Royal champion giao cái bánh à. Em Queen. Ê Queen. Ừ, chúng ta sẽ đầu tư 8 em Headhunter. Úi dồi ôi. Ôi à, Nani. Đi. Bắt được rồi. Vâng. Tưởng đi Queen thế nào. Đánh trận ngon cơm ngay nhỉ. Ngọc Queen cái cho chất lượng VIP nhỉ. Đấy, như vậy chúng ta đã hoàn thành xong được một trận rồi đó các sếp ạ. Ây giời ơi, được của nó đấy. Rồi cứ luyện tập tiếp nhỉ. Mình cứ luyện tập tiếp cho nó chất lượng nha. Ôi 600 mấy nghìn đấy, được. Xin cả lính các bạn ơi. Ok, combo này chất đấy. Ra gì đấy. Úi trời ơi, ngon luôn, ngon luôn. Úi dồi ôi, vé vàng nó có những cái lợi ích mà các bạn khó có thể mua được đấy các bạn. Này 20% này, cường hóa huấn luyện 20% giảm giá. Ui giời, quá đã luôn. Chuẩn bị làm thêm nhiệm vụ nữa cho nó tít nha các sếp ơi. À, nhiệm vụ rồng điện à. Rồi, ok luôn. Đây anh em nhé. Những cái gói ưu đãi như thế này mà các sếp cần gì cứ liên hệ ngay fanpage. Có lẽ đang vui múc cái buổi tiệc tướng các sếp ạ. Đã lắm, cần liên hệ mình nha.
fanpage Akari Gaming của mình với hơn 118.000 người theo dõi, thanh toán thẻ điện thoại ngân hàng và Momo đều ok hết các sếp ơi. Và những cái gói này thì anh em đừng có lo, mua thì nó cộng dồn vào cho các bạn, không sợ mất đi đâu đâu nha. Đây này, mình đang có hai sách tướng dư đây, thoải mái quá đã luôn anh em ơi. Rồi, làm trận nữa các sếp nha. Úi dồi, sếp ơi, nhà hoang sếp ơi. Ây da, nhà này giàu đấy. Mà giàu thì phải lụm thôi sếp ạ, chứ chần chờ gì nữa. Ok, tớ sẽ đi queen một bên và sẽ cho thanh niên king sẽ đi một bên ở đây. Rồi, em queen sẽ có nhiệm vụ ủi vào trong khu vực này. Rồi, bắt đầu chưa? Chờ cho queen giác nó bắn queen gái là tập trung ôm bom vào. Rồi, rồi, ok, Queen sẽ cố gắng đục vào nha. Bên đây thì sẽ có Headhunter sẽ hỗ trợ để bắt những đơn vị tướng ở đây. Và như vậy đúng là bị lỗi độc dược rồi. Chúng ta bị lỗi quả độc dược rồi. King bên kia có nhiệm vụ ăn vào khu vực ở Air Defense. Mình muốn tiêu diệt một cái Air Defense ở bên đó. Rồi, còn cánh bên này thì sẽ cho hai lava cũng như là balloon vào. Yep, kẹp với cả là Warden ở đây. Rồi, những thanh niên kia, em Queen thì phải liên tục bơm đồ cho em ấy, cho bình tốc vào đây cho nó khét. Em Queen của đội bạn vẫn còn thì mình vẫn phải để cho nó ở trên kia rồi. Đúng rồi. Rồi, tất cả bình tĩnh nào. Vẫn còn tốc nè. Rồi, xong một cái E nữa đi. Tốt, Royal Champion bên này dứt điểm luôn. Balloon đi hơi lòng vòng một chút xíu thôi nhưng mà không sao. Úi xồi, quả khu vực nhà chính chất lượng đấy. Nhưng mà từ từ, chúng ta có đồ mà. Yep. Này, điểm nguy hiểm này các bạn này. Mình vẫn đang cất giành lại những em Headhunter ở đây. Thanh niên quản giáo ôm đồ đi. Lên. Rồi. Wow. Queen đi đâu về đâu vậy Queen? Headhunter vào đâu chưa? Chưa cần luôn. Pha này mình sẽ bịt những cái đống này một chút xíu. Rồi, Headhunter bây giờ hết tướng rồi thì tiêu diệt mấy cái công trình này nha. Em Queen bị mắc kẹt ở đâu không? Không đúng không? Chúng ta có tốc này, chúng ta có đóng băng nữa. Ok, và chúng ta thêm cái bình cuồng nộ đời. Ngon cơm luôn. Yep. Rồi, ôm bom nữa, thông ngái cho nó tít, nhiễu sóng gì thì gồng Queen luôn. Rồi, giời ơi. Vâng, đi farm tập luyện tập từ những cái nhà này đi lên các sếp nhá. Giời, giàu lắm bạn ơi. Ok luôn, để tớ chuẩn bị đồ xin lại cái spell này này. Đây, nãy bị lỗi phát, không có độc, ok nha. Đấy, anh em cần gì cứ liên hệ fanpage của mình nha. Và hãy sử dụng combo này đi. Đây các bạn này, vừa kết hợp được cường hóa quân đội này, vừa có Headhunter này, vừa có lava này. Đấy, dây ơi, ai quý giác cũng chơi luôn nhá. Uy tín. Ok, thử cái nhà này xem sao các sếp ơi. Ôi dồi ôi, có đồ luôn à. Đấy, thử phạt chẳng nào. Úi dồi ôi, vậy là đã được lực lượng ngừng hỗ trợ tầm quất ở đây là khá nhiều luôn. Ok, đầu tư những em Ice Wizard vào giúp em Queen tấn công này. Đúng rồi, đúng rồi. Cái này là các bạn sẽ thấy là Queen chúng ta sẽ bị đối mặt với cả là Expo mặt đất ở đây này. Rất là nguy hiểm luôn. Và mình hy vọng là những em Ice Wizard cánh bên hông này sẽ hỗ trợ cho em Queen khá là chất lượng. Rồi luôn, tới đi sếp. Ái chà, như vậy có lẽ là phải đốt nốt một cái nữa rồi. Đốt nốt một quả cuồng nộ nữa để cứu em Queen mất. Mình có hơi vội vàng không ta? Đây, ui, thôi, Queen, quay xe nhá, rồi, blun, rồi. À bên này, blun, rồi, thả đá với cả là quản giáo cũng được vào luôn trong tình huống ở đây. Một bình tốc này sẽ được triển khai. Và từ, Headhunter, nhanh cứu Queen sếp ơi. Ok, kinh, ồ, rồi, tiếp tục,
tiếp tục đóng băng ở đây. Headhunter vào yểm trợ cho Queen nha. Quản giáo bật skill phát, em Queen vẫn đang rất nỗ lực thi đấu. Và bên này bằng Royal Champion cẩn thận, hẹo đấy em. Bịt khu vực nhà chính, đúng rồi, ngon lắm em ơi. Em hay lắm em ơi. Ôm bom chúng ta vẫn chưa sử dụng hết, vẫn còn một bịch tốc nữa. Em Queen vẫn đang thổi đây, đột lâu thế. Tốc rồi, đóng băng trong tình huống này hay quá bạn ơi. Rồi luôn. Ý, quản giáo có cứu được không em? Quản giáo tình hình như thế nào em? Đúng rồi, luôn. Vẫn không sập các bạn. Vẫn không sập thì em Queen sẽ gồng nha. Và chúng ta sẽ đầu tư ôm bom vào đây. Đầu tư pha ôm bom vào đây nữa này. Rồi biết đâu được nó sẽ cứu được đấy. Cứ bình tĩnh, chúng ta còn 30 mấy giây thôi. Anh em thả hết. Anh em gồng kinh, gồng kiếc gì mà. Queen cố lên, gồng kinh luôn. Thả cái độc dược cho Inferno này nó đỡ. Đánh cái này dễ mi thảm lắm các ông ạ. Ôi trời ơi, lia rồi. Lùm xiàng. Ok các sếp nhá. Anh em nào muốn đánh cái combo sự kiện này bằng luyện tập đi Queen thì vâng cứ theo tớ. Kiểu gì cũng lia. Vâng, tớ còn lia được cơ mà, tại sao là các bạn thì không, đúng không? Ok luôn. Anh em có nhu cầu mua vé vàng này, những cái lợi ích của vé vàng nó rất là nhiều, nó không chỉ là ở cái bộ trang phục này đâu các sếp nhá. Và những gói ưu đãi này nữa này, nó chỉ có một ngày thôi, 3 giờ chiều ngày mai hết rồi. Cần gì liên hệ ngay fanpage Akari Gaming của mình, thanh toán thẻ điện thoại ngân hàng và Momo đều ok hết. Bye bye các sếp, hẹn gặp lại trong livestream tối ngày hôm nay với COC Love và 1ET Việt Nam nhá. Bye bye anh em.